Đoàn nghệ thuật Hát Xoan Phú Thọ. Kính thưa quý vị, có câu thơ viết rằng: ta về thăm lại ngàn xưa, tìm cội nguồn câu đò đưa ví dặm. Với câu ca vắt từ chua mặn, từ hai xương một nắng mà nên lời. Ví dặm là thể hát giao duyên mang đậm bản sắc văn hóa của người dân xứ Nghệ. Và từ bao đời nay, các thế hệ cha ông đã dày công lưu giữ, truyền dạy cho con cháu, để ngày hôm nay sức lan tỏa của ví dặm đã được trải khắp mọi miền quê, từ Nghệ An đến Hà Tĩnh. Mọi người dân, già trẻ, gái trai, ai cũng có thể hát đôi câu ví dặm. Ví là những câu hát ngâm mềm mại theo thể thơ lục bát, khá tự do về nhịp điệu và tiết tấu. Mỗi câu hát ví gồm hai câu thơ lục bát. Dặm là những câu hát nói, hát kể, hát du theo tiết tấu của thể thơ 4 chữ hoặc 5 chữ. Ví và dặm được hình thành và phát triển trên cơ sở thơ ca truyền thống của người dân địa phương, mang đậm âm ngữ của người xứ Nghệ, làm nên bản sắc độc đáo, riêng biệt, không trộn lẫn với bất cứ hình thức dân ca nào trong cả nước. Ví dặm có nhiều làn điệu khác nhau. Trong diễn sướng của người Nghệ Tĩnh có thể sử dụng ví, hoặc có thể chỉ sử dụng dặm để đối đáp, tự sự. Nhưng trong các cuộc hát giao duyên, họ ưa phối hợp cả ví và dặm để thổ lộ cảm xúc, tình cảm, truyền đạt tiếng nói của nội tâm. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức dân ca ví dặm qua hai tiết mục. Tiết mục Nguyệt Dạ Tỏ Lòng của các nghệ sĩ tỉnh Hà Tĩnh và tiết mục Ví Ghẹo Thuyền Và Bến của các nghệ sĩ tỉnh Nghệ An. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Tần rắp ranh vì chừng kéo rời mời sinh ra nguyện ra cánh ở một vai trống cánh dầu thua dầu được cũng đành bỏ công yên buộc học hành bấy lâu ơi là người ơi ai mà thông vì đến đất thương lưu không xưng hò xưng danh rửa là các ô phương vải băng qua cửa trèm tìm về bày là tên nguyện là họ con quê tiên ở biên vậy thì mảnh đời khách hiên con ngựa bạch có mỏng chân đen hay cắt tiên đã hầu ai mặc
là các ô phương vải ơi. Cho dù ngựa bạch có móng chân đen, cầu bày bấy túi cầm cương ghi thật nỡ mạnh, thì ngựa không quen cầu bày bấy túi cùng ở treo. Không quen cùng treo được cả con à. Người ơi, không thơm cùng thề hoa lại, dầu không thanh ngơ lịch cùng người trường. Làm phường nhiều ở khuya trường lưu đây, làm ở phường nhiều ở khuya có ó uy à xa. Gái trường lưu đẹp ở già đẹp nên lại vì ở tai ở để tôi vượt đò cái để tôi băng qua cửa đẹp đến tìm người qua cửa đèn. Ơi là bạn mình ơi, giữ trăm năm tình cuộc vuông tròn phải gió hết ngon nở nguồn nở gió sâu nông nguồn nở ngon nông sâu rồi được ngỡ khán con rồng vàng chín cung lượn long con rồng ở lượn cung long rồng bay ở lượn rửa nang về rồi mới tình chuyện liều việc đó rồi mới cho xong rồi buông cây rồi mới đào liều thí trang đây rồi mới tình nhớ chuyện phân đổi để rồi mới xuống lên cho tròn nghĩa rồi mới lương duyên cho tỏ hết rồi mới ngon nguồn cho khúc lòng rồi mới rồng lường sông ngân hà không nổi chớ dư thiếp lớp ngói trang lại đôi tố vôi hai bên thầy mẹ đã khẩu hứa ra rồi dư trang nhủ thiếp mua cây đào liều thì hỏi mất rắn hỏi tôi nặng với trời mà ai Ơn đi, ô. Đêm răm đám hồn
chiếc nón bài thơ trao gửi làm duyên. Nón thiếu quay nên nón trung thiên, ta nhất tâm đời bạn nên phải treo thuyền sang đây. Đó đây vẫn nhớ về với bến cũ, thuyền vẫn về chứ bến cũ. Khoan dô khoan là khoan dô khoan, khoan dô khoan là khoan dô khoan, khoan dô khoan là khoan dô khoan. Quanh quanh đường phố xưa nghề ôi sơn thủy, cứu tình sự nhẫn thiện, địa linh khánh xa gần lại, cô bác xa gần